Thưa các bạn, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn xây dựng cái thương hiệu cá nhân kiểu du kích. Để xây dựng cái thương hiệu cá nhân với thái độ đúng đắn thì có một câu như thế này: sẽ chẳng ai trách Colombo nếu ông ta không liên tiếp mà quay tàu trở lại, và tất nhiên cũng sẽ chẳng có ai nhớ đến ông ta cả. Vậy thì có một thực tế là người phù hợp nhất cho vị trí nào đó lại hiếm khi lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng, mà chỉ những người biết đóng gói bản thân một cách khéo léo nhất để phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng mới giành được chiến thắng. Tất cả phụ thuộc vào những gì bạn viết trong hồ sơ và sau đó là thái độ bạn đem theo khi tìm việc. Và bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cả hai quá trình này. Và trước hết, chúng ta bàn về cách xây dựng thương hiệu cá nhân theo kiểu du kích, sau đó là thái độ của bạn. Vậy thì thương hiệu cá nhân của bạn, công ty của bạn, công ty bạn, trong thời gian tới, các nhà tuyển dụng sẽ càng phải nỗ lực trong việc thu hút và giữ chân nhân viên xuất sắc, đồng thời trung thành với chiến lược tuyển ít người hơn nhưng làm việc hiệu quả hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc giờ đây nhà tuyển dụng chỉ tìm kiếm nhân viên không quan tâm tới giá trị chứ không phải là mức lương. Là người sang việc, bạn phải hiểu rằng giá trị mà bạn có thể đóng góp cho công ty là tiêu chí quan trọng nhất. Do vậy, bí quyết thành công ở cách mà bạn trình bày các giá trị của mình với nhà tuyển dụng. Điều đó giúp bạn tạo nên sự khác biệt với những ứng viên còn lại. Nên nhớ rằng giá trị không nằm ở mức lương và cũng không bắt nguồn từ chức danh. Việc hiểu rõ điều đó, điều gì đó quan trọng đối với công ty thể hiện bạn có tầm nhìn rộng hơn so với bản mô tả công việc và chính sách lương thưởng. Cụ thể là bạn phải biết công ty đang mong muốn nhân viên của họ đóng góp những giá trị gì, làm thế nào để nói cho nhà tuyển dụng về những giá trị đó. Đặc biệt đối với vị trí quản lý cấp cao, hiếm khi công ty mong gặp được người tìm việc theo cách thông thường. Họ tìm kiếm những gì sáng tạo hơn, quan trọng hơn, cụ thể là muốn có một người tạo ra kết quả tốt chứ không phải là người làm nhiều việc, một người có khả năng linh hoạt và chủ động trong công việc. Năng lực của ứng viên là một yếu tố rất khó để phân biệt, đo đạc hoặc là kiểm tra. Bạn đừng đánh giá năng lực của ứng viên dựa vào mức lương mà họ đề nghị, bởi vì những phẩm chất để tạo ra giá trị không hề liên quan đến tiền bạc. Bản giá trị mới không chỉ là kỹ năng và lý lịch dưới dạng rút gọn. Cái bảng 2.1 sẽ trình bày những yếu tố về thương hiệu cá nhân của bạn. Với bạn tạo thương hiệu cá nhân theo kiểu nào? Đó là bạn phải tạo dựng cá nhân theo kiểu du kích. Việc tạo dựng thương hiệu cá nhân không phải là vẽ thêm một hình ảnh giả dối về bạn đó. Đó là quá trình để tạo ra nét đặc trưng riêng của bạn. Những thành tích mà bạn đạt được, những kinh nghiệm làm việc, thái độ của bạn, thương hiệu cá nhân chính là vũ khí sắc bén của một du kích. Bạn có mua rượu bia hay không? Quần áo hay xe hơi không? Liệu bạn sẽ mua một món đồ giá trị từ một nhà sản xuất không tên tuổi chăng? Không đời nào. Nếu bạn cũng giống như những người khác, hẳn bạn sẽ mua một món đồ có thương hiệu thì bạn sẽ cảm thấy an toàn và yên tâm về chất lượng cũng như độ tin cậy của thương hiệu đó. Các nhà tuyển dụng cũng như hành động theo hướng đó khi cần tuyển dụng nhân viên, thương hiệu cá nhân vô cùng quan trọng đối với các du kích sang Việt, bởi vì các nhà tuyển dụng tìm kiếm hiệu quả công việc, kết quả làm việc, thể hiện phẩm chất của bạn, những phẩm chất đáp ứng những đòi hỏi về giá trị của nhà tuyển dụng. Cái bảng mà về thương hiệu của bạn như sau. Ví dụ như tại sao phải tạo ra giá trị trí tuệ mới bổ sung vào tài sản trí tuệ đang có của công ty. Phẩm chất phù hợp với bạn là có khát khao cháy bỏng tạo nên điều mới mẻ hay không, khám phá hướng đi mới thay vì theo lối mòn hay không, nhiệt tình với công việc dù phải làm việc liên tục trong nhiều giờ. Công việc là một trò chơi, một phần thiết yếu sôi động của cuộc đời đấy, đúng không? Tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất mà chỉ là yếu tố phụ. Vậy thì phẩm chất phù hợp với bạn là gì? Đó là hãnh diện, tạo ra dấu ấn riêng trong sự nghiệp.
thay vì chỉ biết làm việc cực lực để nhận lương. Khả năng tiếp theo là khả năng làm việc bền bỉ. Phẩm chất phù hợp với bạn là khả năng theo đuổi và kết thúc công việc, vì bạn không chấp nhận bỏ công việc dang dở. Yếu tố tiếp theo là tinh tế và khéo léo trong việc giải quyết một số vấn đề một cách sáng tạo. Phẩm chất đòi hỏi ở bạn là luôn tự nhủ rằng việc gì rồi cũng có giải pháp thôi, đúng không? Cái luôn ứng xử chuyên nghiệp trong mọi tình huống. Vậy thì phẩm chất liên quan đến bạn là gì? Đó là bạn phải có khát khao hoàn thiện chính mình, đấy, không ngừng đóng góp vào sự phát triển của công ty. Thì phẩm chất liên quan đến bạn là bạn phải cảm thấy hài lòng khi đóng góp cá nhân cho công ty được ghi nhận, nhận biết và phát triển các giá trị của công ty. Đó là bạn phải tỏ ra nhạy bén trong việc nắm bắt, khai thác giá trị thực tại, bao gồm giá trị vô hình của thương hiệu, nhân tài và các mối quan hệ của khách hàng. Thách thức hiện tại là quyết tâm, can đảm nói lên sự thật khi chứng kiến xung đột. Nhà tuyển dụng không cần những ứng viên trung, những ứng viên trung bình đâu. Những nhà tuyển dụng chỉ tìm kiếm những giá trị vô hình để thể hiện thương hiệu của bạn, cũng giống như trường hợp của Ni vậy. Cách tạo dựng thương hiệu của bạn. Ở đến đây thì mình cũng xin nói thêm về tác giả. Mình là Nguyễn Công Trình và mình hiện tại đang học tại SCTU. Mình làm những video này để chia sẻ cho các bạn về kiến thức, về công nghệ thông tin, về kỹ năng mềm, về y học, về kinh tế học, vân vân. Thì mình chia sẻ rất nhiều, đó là những trải nghiệm của mình, những buổi học của mình. Hy vọng là mình sẽ nhận được nhiều lượt theo dõi, được search, được view, vân vân, từ phía các bạn, sự ủng hộ, thậm chí là sự phê phán, sự không đồng tình hay đồng tình gì đó từ phía các bạn. Mong các bạn comment ở phía dưới và ở phần mô tả mình có để link Facebook để các bạn vào kết bạn với mình. Đấy. Vậy thì cách tạo dựng thương hiệu của bạn là gì? Xây dựng thương hiệu cá nhân nghĩa là làm bản thân bạn trở nên nổi bật, sao cho người khác chú ý và tin tưởng ở bạn. Các du kích sang Việt thực hiện điều này bằng cách tận dụng thương hiệu của những công ty nơi họ từng làm việc trước đây, chẳng hạn như tên, khẩu hiệu quảng cáo và logo, để tạo nên hồ sơ ấn tượng và hấp dẫn đối với nhiều nhà tuyển dụng mà họ đang muốn tiếp cận. Trong thư ngỏ, hãy đề cập đến những dự án mà bạn đã tham gia hoặc nêu tên những khách hàng đã tìm về công ty cũ. Hãy trình bày thật cụ thể và thật chi tiết. Hãy khẳng định với nhà tuyển dụng rằng bạn tốt gỗ vừa lại tốt nước sơn nữa. Trong hồ sơ, việc đính kèm logo của những công ty mà bạn đã làm việc trước đây, nếu được phép, hoặc là sản phẩm bạn tạo ra sẽ gây được ấn tượng tốt. Không gì có thể thu hút được sự chú ý của nhà tuyển dụng nhanh bằng logo của một thương hiệu nổi tiếng, đặc biệt là khi nó có logo của đối thủ và khách hàng mà công ty đang hướng tới. Phản ứng đó được biết với tên là hiệu ứng hào quang. Cái điều gì khiến cho các nhà tuyển dụng chú ý đến khi đặt hồ sơ của bạn, một khóa đào tạo tại công ty nào đó, hay là khách hàng mà bạn giành được, hay nhà tuyển dụng đã biết về sản phẩm mà bạn từng phụ trách? Để có hồ sơ không rườm rà, bạn chỉ cần sử dụng 5 trong số hàng ngàn hình ảnh làm gây ấn tượng của nhà tuyển dụng. Bạn 2.2 này sẽ gợi ý một số hình ảnh mà bạn có thể sử dụng. Những thông tin tập hợp ở phần này sẽ viết trong hồ sơ du kích như sau. Những hình ảnh mà bạn có thể sử dụng trong hồ sơ về ngành nghề, ví dụ nhà tuyển dụng quan tâm và hình ảnh nên sử dụng. Ví dụ như bạn là một bán hàng thì là khách hàng của bạn là ai? Bạn đã từng làm việc với những khách hàng lớn nào mà nhà tuyển dụng cũng có? Hình ảnh đi sử dụng đó là logo của những công ty mà bạn đã làm việc trước đây, những khách hàng lớn của bạn hay những sản phẩm mà bạn phụ trách. Nếu những sản phẩm đó dễ nhận biết hơn logo của công ty, kỹ thuật là bạn từng làm việc cho những công ty nào, sản phẩm chính mà bạn từng tham gia thiết kế, những logo, những công ty, hình ảnh mà bạn nên giới thiệu là logo của những công ty hoặc là khách hàng mà bạn đã làm việc trước đây, logo hoặc hình ảnh về sản phẩm mà bạn đã thiết kế. Còn vấn đề tiếp thị, bạn đã tham gia sáng tạo ra những nhãn hàng nào, những tờ báo nào đã đưa tin về sản phẩm của bạn, bạn đã tham gia những cuộc triển lãm thương mại nào chưa, và hình ảnh bạn nên sử dụng là gì? Là logo của những công ty mà bạn làm việc trước đây, là những tờ báo có đăng bài viết về nhãn hàng mà bạn phụ trách, là những đoạn trích dẫn trên phương tiện truyền thông mà bạn chịu trách nhiệm thực hiện. Vậy thì tài chính,
bạn đã từng thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên sàn giao dịch chứng khoán chưa? Bạn huy động được những nguồn vốn đầu tư từ những quỹ đầu tư mạo hiểm nào trước đó hay không? Vậy thì vấn đề là bạn không quan tâm là gì? Bạn không ghi vào trong CV chính là gì? Là logo của những công ty mà bạn đã làm việc trước đây, hoặc những đối tác quan trọng mà bạn đã từng thương lượng về hành chính. Bạn làm thế nào để tăng hiệu quả công việc? Đó là hình ảnh bạn cũng cần phải giới thiệu chúng là logo của những công ty mà bạn đã làm việc trước đây. Vậy thì xây dựng thương hiệu hiệu quả là biết cách thức giới thiệu những yếu tố quan trọng. Phần này sẽ giúp cho bạn thực hiện được hai điều mà cần thiết để thực hiện tạo dựng thương hiệu cho bản thân, đó chính là: một, xác định kỹ năng đánh giá của bạn; hai là tìm thành tích chứng minh khả năng của bạn. Xác định kỹ năng đánh giá của bạn, hồ sơ du kích sẽ phải làm nổi bật những kỹ năng đánh giá nhất của bạn, khiến những nhà tuyển dụng muốn phỏng vấn bạn ngay liền. Vậy thì những kỹ năng đánh giá nhất của bạn là gì? Hãy hoàn thành hai bài tập dưới đây. Bài tập một, bạn làm gì, điều gì tốt nhất? Đấy, bạn làm việc nhanh hơn hoặc là thuần thục hơn so với những người khác, đó có phải là công việc bạn đang làm hiện nay hay không? Bạn học được điều gì ở trường hay là chỉ một vài sở thích riêng? Hãy viết ra giấy những câu trả lời của bạn, đừng bận tâm xem chúng có liên quan đến công việc mà bạn ứng tuyển hay không. Mục đích là thể hiện khả năng sáng tạo của bạn. Sally là một trong những người sáng việc và cô ấy ghi ra những việc cô ấy làm rất tốt như diễn thuyết, bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý dự án, xử lý sự cố máy tính, quản lý con người, giao tiếp bằng tiếng Pháp nữa. Bài tập 2, bạn thích làm việc gì, những kỹ năng nào có thể sử dụng một cách thành thạo. Bạn thích làm việc gì, dù việc đó không mang lại thu nhập, hãy viết ra câu trả lời của bạn. Và đây là câu trả lời của Sally: diễn thuyết, đi xe đạp, chăm sóc khách hàng, xử lý sự cố máy tính, làm bánh, quản lý con người, giao tiếp bằng tiếng Pháp, làm trưởng nhóm, Girl Scout, đi bộ, viết lách. Lúc này bạn sẽ thấy câu trả lời số 2 và số 1 của Sally có vài điểm khác nhau. Điều đó hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy nhiều kỹ năng giống nhau trong cả hai câu trả lời. Và đó chính là thứ chúng ta đang tìm kiếm. Bạn hãy đánh dấu những kỹ năng xuất hiện trong cả hai phần làm việc mà bạn thích làm với những việc làm tốt. Giờ chúng ta sẽ trở lại câu trả lời của Sally và đánh dấu những kỹ năng nêu được trong câu trả lời số 1: diễn thuyết, đi xe đạp, chăm sóc khách hàng, xử lý sự cố máy tính, làm bánh, quản lý con người, giao tiếp bằng tiếng Pháp, làm trưởng nhóm, Girl Scout, đi bộ, viết lách. Với Sally, những kỹ năng mà cô ấy vừa làm tốt vừa thích làm là diễn thuyết, chăm sóc khách hàng, quản lý con người, xử lý sự cố máy tính, giao tiếp bằng tiếng Pháp. Thật đơn giản đấy con, chỉ cần trả lời hai câu hỏi trên. Giờ đây Sally đã hiểu về bản thân nhiều hơn so với khoảng 90 người đi tìm việc khác. Những người không biết mình giỏi về việc gì và yêu thích những công việc nào, giờ thì tới lượt bạn. Hãy trả lời hai câu hỏi trên, sau đó gạt chân những kỹ năng xuất hiện trong cả hai câu trả lời, tức là những kỹ năng mà bạn vừa làm tốt vừa thực hiện một cách thích thú. Bạn có thể thấy 3, 4 hoặc 7 những kỹ năng nhiều hơn khi gạt chân những kỹ năng giống nhau. Bạn hãy chọn ra 2 hoặc 3 kỹ năng làm tốt nhất để thu hút ngay sự chú ý của nhà tuyển dụng vừa xem lướt qua hồ sơ xin việc của bạn. Đây chính là những kỹ năng đáng giá nhất, bởi vì chúng sẽ tạo nên bộ khung hồ sơ du kích của bạn. Lưu ý, đây là những bước quan trọng nhất trong viết hồ sơ du kích. Đừng đi những bước tiếp theo nếu bạn chưa kết thúc ở tại bước này. Tại sao? Bởi vì khi đã biết rõ những kỹ năng đáng giá nhất của mình, bạn mới có thể làm nổi bật chúng bằng những kinh nghiệm liên quan trực tiếp. Và điều này sẽ giúp bạn tìm được một công việc phù hợp, mọi việc để có trật tự của nó, giống như việc bạn sơn lại ngôi nhà. Trước là giai đoạn chuẩn bị, sau mới đến sơn tường. Và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng cho phần thứ hai của quy trình này, chính là tìm thành tích chứng minh những điều bạn vừa nói. Và những thành tích nào chứng minh những kỹ năng nổi bật mà bạn vừa trình bày trong hồ sơ? Với những kỹ năng này, hãy viết ra 3 việc mà bạn đã làm khiến bạn tự hào. Sử dụng các sự kiện, hãy trình bày cụ thể các thông tin về số liệu, ngày tháng, tỷ lệ phần trăm, càng chính xác càng tốt. Bạn làm để tăng lợi nhuận của mình, để hiệu quả hơn về doanh thu. Những thành tích mà bạn đạt được có thể là từ công việc chính, hoặc là những hoạt động từ thiện, hoặc là những dự án trường học, hoặc là sở thích cá nhân, đều nên ghi hồ sơ cả, miễn sao chúng đều liên quan công việc mà bạn đang hướng tới. Sau đây là một vài ví dụ cho thấy bạn nên hay không nên đưa ra thành tích vào hồ sơ. Trước tiên là những gì bạn không nên viết. Những thành tích chung chung kiểu như là kiểu này thường không chứng minh được điều gì. Quản lý thành công nhiều dự án, bán hàng, chăm sóc khách hàng,
báo cáo hay thư từ chuyên viên quản lý cấp cao, còn đây là những gì bạn em biết, bởi vì thành tích cụ thể sẽ chứng minh cho các kỹ năng của bạn, chịu trách nhiệm và quản lý thành công toàn bộ 27 dự án trong năm 2006 với tổng ngân sách lên đến 256.850 đô la, hoàn thành trước 10 ngày so với dự kiến, xây dựng dẫn dắt một nhóm gồm 3-4 nhân viên, tăng doanh thu một năm lên đến 456.000 đô la nhờ quản lý và phát triển thêm 3-4 khách hàng mới. Sau khi soạn ra 3 cẩm nang dành cho nhân viên, giúp chuẩn hóa hoạt động kinh doanh đã tiết kiệm cho công ty 52.000 đô la. Ngoài ra còn soạn thảo 85 báo cáo cho một nhóm gồm 2 ban chuyên viên cao, quản lý cấp cao, và tất cả đều được hoàn thành đúng thời hạn. Bạn có nhận thấy sự khác biệt ở đây hay không? Bạn có thể tự phỏng vấn theo cách phóng viên thường làm, hay hãy tự trả lời câu hỏi ai, việc gì, khi nào, tại sao, như thế nào, liên quan đến những thành tích mà tự hào nhất. Ví dụ, hãy nói cho nhà tuyển dụng rằng công việc của bạn tại công ty trước đây là cải tiến cơ sở dữ liệu Oracle, và trong hầu hết những người tìm việc khác sẽ cảm thấy bế tắc của những dòng mô tả công việc và làm việc với cơ sở dữ liệu Oracle mà họ ghi trong hồ sơ. Những dòng đơn điệu như vậy không nói lên bất cứ gì về giá trị của bạn cả. Nhà tuyển dụng không gọi điện mời bạn phỏng vấn như hồ sơ của bạn, cũng không đề cập đến những vấn đề mà họ quan tâm đâu. Tại sao? Bạn hãy tự đặt ra những câu hỏi về thành tích như là tại sao bạn giao công việc về cơ sở dữ liệu, bạn đã làm việc đó như thế nào, bạn đã làm việc đó khi nào, bạn đã làm việc đó cho ai, những nỗ lực mà bạn mang lại kết quả là gì. Bạn sẽ thu được những kết quả bất ngờ khi trả lời câu hỏi trên, và đó chính là nền tảng của hồ sơ du kích. Bạn có thể tham khảo những câu trả lời dưới đây. Tại sao tôi nên giao công việc về cơ sở dữ liệu? Một trong những khách hàng hiện tại của chúng tôi có thể tìm được đối tác là vì cơ sở dữ liệu của chúng tôi xây dựng cho họ hoạt động không hiệu quả. Tôi đã làm việc như thế nào? Làm việc 12 tiếng trong suốt 2 tuần liên tiếp liên tục. Tôi đã làm việc đó khi nào? Năm 2006. Tôi đã làm việc đó cho ai? Cho khách hàng lớn nhất của chúng tôi, mang lại 14 triệu đô la cho doanh thu hàng năm cho công ty. Những nỗ lực của tôi mang lại là gì? Khách hàng hài lòng với kết quả cơ sở dữ liệu sau khi cải tiến, và họ quyết định không tìm đối tác khác. Còn đây là các bạn viết lại dòng mô tả công việc trắng ấy, làm việc hồ sơ cơ sở dữ liệu Oracle, khi đưa vào trong những kết quả công việc cụ thể giúp công ty giữ được khách hàng quan trọng nhất trong năm 2016, mang lại doanh thu 14 triệu đô la nhờ làm việc 12 tiếng mỗi ngày trong suốt 2 tuần để cải tiến cơ sở dữ liệu Oracle. Bạn có nhận thấy sự khác biệt ở đây không? Và mô tả những câu như vậy là đủ cho một hồ sơ du kích để đảm bảo cho rằng bạn sẽ nhận được những cuộc điện thoại mời phỏng vấn từ nhà tuyển dụng. Có những người đang nóng lòng muốn gặp bạn. Giờ đây hẳn là bạn đồng tình với tôi cách để trình bày như vậy thật hiệu quả, và chỉ cần trả lời một vài câu hỏi đơn giản là giúp bạn phát hiện ra những thành quả cụ thể của bản thân. Thì đây là hai cách nhanh chóng để tạo nên những thành tích trong hồ sơ xin việc. Cách một là ghi ra tổng số tiền bạn đã mang lại tiết kiệm cho công ty trong tất cả những việc mà bạn làm. Bạn đã giúp gì cho việc gia tăng lợi nhuận của công ty trong việc trong công việc trước đây và hiện tại. Hãy viết ra những thật cụ thể, đừng viết bán sản phẩm và đạt ra những chỉ tiêu đề ra, mà hãy viết là bán sản phẩm đạt doanh thu 516.750 đô la trong vòng một năm và luôn vượt qua chỉ tiêu trong mỗi quý trung bình 21%, từng viết tiết kiệm cho công ty một khoản tiền đáng kể, mà hãy viết tiết kiệm cho công ty 4.890 đô la trong vòng 45 ngày. Cái thứ hai, bạn có thể gặp khó khăn khi định lượng hiệu quả công việc bằng tiền, thậm chí bạn có thể thấy điều này là không thể. Nếu vậy, hãy thử tiếp cận vấn đề theo hướng khác. Hãy viết ra tất cả những việc bạn đã làm để tăng hiệu quả công việc hoặc tiết kiệm thời gian. Bởi vì đối với tất cả mọi công ty, thời gian là tiền bạc. Có thể bạn đã soạn ra cẩm nang đào tạo nhân viên, hoặc là nghĩ ra cách để sao chép dữ liệu nhanh hơn, hay cách để giải phóng hàng hóa trong kho nhân viên. Mấu chốt vấn đề là quy đủ lượng thời gian và tiết kiệm được trong tuần thành con số lợi nhuận cụ thể, sau đó tính số tiền quy đổi tương ứng với thời gian tiết kiệm theo một năm ra con số ấn tượng nhất. Điều này đòi hỏi bạn phải thực hiện một việc rất quan trọng là nghĩ theo cách khác, nghĩ theo cách đặt người đọc hồ sơ, tức là bạn phải viết hồ sơ sao cho thật dễ hiểu để nhà tuyển dụng không nghi ngờ nhiều, để có thể hình dung bạn như một nhân viên xuất sắc.
Ví dụ bạn đã xây cho một quy trình tiết kiệm 10 giờ làm việc trong một tuần, công ty bạn sẽ phải trả bao nhiêu tiền để thuê người làm việc mà bạn chuyển thành tự động hóa. Nếu đã tính phí là 10 đô la một giờ cộng thêm 30% chi phí phụ như bảo hiểm và các quyền lợi khác, thì tổng chi phí bạn phải trả cho nhân viên đó là 13 đô la một giờ. Nhân con số này lên là 10 tiếng, bạn sẽ có là 130 đô la một tuần, 520 đô la một tháng và 27.040 đô la trong một vòng năm. Như vậy bạn có thể viết câu giới thiệu hấp dẫn của hồ sơ như sau: mỗi năm tiết kiệm cho công ty 27.040 đô la nhờ vào việc tự động hóa quy trình. Còn bây giờ mới là phần hay nhất, bạn tiết kiệm 27.000 đô la chỗ này, 27.000 đô la chỗ kia, để chẳng bao lâu số tiền sẽ trở nên đáng kể. Hãy đưa tổng số tiền này trong hồ sơ du kích của bạn. Giờ đây hãy đoán xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn viết xong hồ sơ với những thành tích quy đổi thành tiền, trong khi những người đi tìm việc bình thường khác chỉ biết kêu lên hãy cho tôi một công việc, thì bạn sẽ chuyển năng lực bản thân thành một cổ phiếu hấp dẫn với dòng thông báo sau đây: hãy trả cho tôi mức lương 50.000 đô la và công ty sẽ nhận được 400% nhờ vào khoản tiết kiệm 20.000 đô la mà tôi đã mang lại cho công ty hàng năm, giống như tôi đã từng làm việc trước đây. Hồ sơ có thể thể hiện cho bạn rằng tuyển dụng tôi chính là món đầu tư có lời cho tương lai, trong khi những người làm việc bình thường khác chỉ là những người trở thành những người biết năn nỉ cầu xin làm việc, thì bạn lại xuất hiện như một siêu nhân. Nói cách khác, bạn nổi bật, bạn tỏa sáng và bạn là nhà bạn là nhà tuyển dụng sẽ chú ý bạn ngay, không còn quan tâm đến nhà đến các ứng viên khác nữa. Bạn thay đổi luật chơi, bạn giành được sự ưu ái của nhà tuyển dụng, giống như bạn đã thắng cuộc trong trò chơi cờ với tỷ phú này, gom hết tiền bạc đất đai nhà cửa vào về mình thật tuyệt, phải không? Khi bạn không còn nghĩ mình là một người tìm việc bình thường như bao người khác mà đã trở thành một khoản đầu tư sống, điều đó sẽ trở thành hiện thực. Và đây là điều cuối cùng: hãy mạnh dạn gọi điện cho các đồng nghiệp kể cả cũ và mới, nhờ họ giúp đỡ nếu bạn không biết doanh thu từ khách hàng lớn hoặc tổng ngân sách dành cho dự án mà bạn tham gia là bao nhiêu. Trong khi có thể ai đó ở phòng kế toán hoặc là tiếp thị lại nắm bắt được thông tin này, đừng để bất cứ điều gì có thể cản trở trong công việc tìm kiếm thành tích của bạn. Một lần nữa tôi nhấn mạnh điểm quan trọng này, đó là điều suy nghĩ theo cách của nhà tuyển dụng và đưa ra những thành tích cụ thể vào hồ sơ du kích, trình bày tìm việc của bạn sẽ trở nên suôn sẻ. Chỉ cần bạn làm theo những hướng dẫn trong chương này và bạn đưa vào ba thành tích cụ thể xác thực, thì hồ sơ xin việc của bạn có sự cải thiện đáng kể rồi, và bạn bắt đầu nhận được những lời mời phỏng vấn cũng như thấy được toàn bộ giá trị trong cuốn sách này. Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu. Bạn không những cần phải cải thiện hồ sơ mà cần phải chuẩn bị hồ sơ du kích với lời thư ngỏ thật ấn tượng mới có thể thành công nhanh chóng trên cái hành trình tìm việc của mình được. Yếu tố tiếp theo là tin tức du kích, mạng xã hội và tin tức du kích. Yếu tố này sẽ được tìm hiểu trong cái phần sau. Và mình tới đây là kết thúc, và mình cũng xin nhắc lại về bản thân mình là nguồn công trình, và mình hiện tại đang nguồn công trình, và mình hiện tại là mình là người Bình Định, và mình hiện tại đang học tại miền Bắc. Mình rất mong là nhận được sự đóng góp từ phía các bạn, từ cộng đồng mạng, từ anh em YouTube, Facebook, các mạng xã hội khác, và mình sẽ chia sẻ của mình, kiến thức của mình đến đây là hết.